Và sau đây tôi sẽ gửi các bạn đây phiên bản Lanpe Somi Mopin Tắc đây của phiên bản Astrona nhé. Đây tôi sẽ sử dụng toàn bộ Yahoo. Tôi sẽ vào VS tôi tạo tất cả các Ruby ở đây. Đấy, sau đó tôi bắt đầu tôi chọn đây một đề thích kia. Đấy, đề chứng nhận mà tôi thường hay sử dụng. Đấy, tôi vào trò chơi. Đây tôi sẽ xem trong đề thích you